Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm bài test số 13 ha, bài test 13. Ok, rồi, cái bài hôm nay chúng ta sẽ học về thì hiện tạo hoàn thành, hiện tạo hoàn thành tiếp diễn vào quá khứ đơn và một số bài tập về từ vựng nữa. Thì uh, trước hết thì chúng ta sẽ nhắc lại cái công thức của hai cái thì này nha, ba cái thì này. Uh, các bạn có thì hiện tại hoàn thành thì khi nào các bạn cũng nhớ cấu trúc là have has cộng với pp ha. Có chủ ngữ cộng với trợ là have hoặc là has sau đó thì chúng ta sẽ cộng với vớt PP Thì cái half hash này là cái trợ động từ ha các bạn chứ không phải là động từ chính của câu nha. Và cái trợ động từ này á, thì các bạn sẽ lựa chọn tùy, tùy thuộc vào chủ ngữ số ít hay là số nhiều. Nếu như mà là chủ ngữ ngôi số nhiều thì các bạn sẽ dùng cái trợ là have. Còn nếu như chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ dùng trợ là has. Và sau đó thì các bạn sẽ cộng với động từ với pp có nghĩa là động từ cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Và nếu như mà cái động từ đó nó không nằm trong bảng động từ bất quy tắc thì các bạn sẽ thêm id cho nó ha. Rồi, và cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là các bạn đọc cái tên lên thì các bạn cũng nghe là nó vừa hoàn thành này mà nó vừa tiếp diễn nữa. Thì bây giờ các bạn nhớ lại là công thức của một cái thì ở dạng tiếp diễn á, thì luôn có có cấu trúc là bi cộng verb in đúng không các bạn? Và sau đó thì chúng ta sẽ chia cái bi này theo chủ ngữ và theo thì. Đó thì theo chủ ngữ thì mình có là chủ ngữ số ít hoặc là số nhiều đúng không và theo thì thì ở đây là các bạn có uh, hiện tại mà đúng không hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì các bạn sẽ chia cái to be này thì hiện tại hoàn thành thì cái cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành mình vừa chia ở trên là là have has cộng với pp thì bây giờ mình cái be này cũng là cái động từ thôi thì các bạn cứ chia cái be này thì hiện tại thì chúng ta sẽ có là have has rồi PP của B sẽ là là bin thì các bạn sẽ có là have has been đúng không? Là mình đã chia xong cái to be ở thì hiện tại hoàn thành rồi và sau đó là verb in nữa là xong thì mình sẽ có là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cho nên các bạn ghi nhớ là bất cứ trong một cái thì tiếp diễn nào ha. Chứ nếu như các bạn nhớ từng thời riêng thì nó sẽ rất là khó và dễ nhầm lẫn cho các bạn. Thì các bạn cứ nhớ cái dạng là đã là một cái thì tiếp diễn thì nó sẽ có dạng là bi cộng verb in. Sau đó các bạn sẽ chia cái bi này theo thì và theo chủ ngữ. Theo chủ ngữ là theo chủ ngữ số ít hay là số nhiều. Đó thì mình sẽ chọn cái trợ tương ứng và sau đó là mình chia cái bi này là theo thì hiện tại hoàn thành thì thì hiện tại hoàn thành chúng ta có cấu trúc là half has cộng với PP. Thì mình sẽ có là half has cộng với PP của bi sẽ là bin thôi thì mình sẽ ghép lại là thành half has bin cộng với bin ha. Rồi nó rất là dễ rồi. À, và cái half has này các bạn sẽ chọn tùy theo chủ ngữ số ít hay là số nhiều nha. Rồi cái thì quá khứ đơn thì nó dễ hơn thì chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với lại vấp cột 2. Vấp cột 2 này có nghĩa là nó sẽ nằm ở cột thứ hai ở trong bảng động từ bất quy tắc. Nếu như mà vấp PP là ở cột 3 thì cái này là cột 2 nha các bạn ở giữa ha. Còn cột 1 là cái động từ dạng nguyên mẫu của nó và nếu như mà cái động từ này cũng không có nằm trong bảng động từ bất quy tắc á, thì các bạn sẽ thêm id cho nó. Rồi và mình sẽ nói một chút sơ qua về cái sự khác biệt giữa những cái thì này. Thứ nhất là mình sẽ nói về cái thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì hiện tại hoàn thành á thì <laughs> về cơ bản là hai cái thì này nó sử dụng nó khá là giống nhau à, nó chỉ khác một cái là cái hiện tạo hoàn thành tiết diễn thì nó có ý nhấn mạnh hơn vào cái quá trình thôi ha đó và nhiều khi là nó nhấn mạnh vào quá trình và kết quả của một sự việc thì mình nói chung sơ qua cái hiện tạo hoàn thành đi là khi mà các bạn diễn tạo một sự việc mà đã kết thúc mà không có nhắc tới thời gian rõ ràng ví dụ như nếu mà thì quá khứ đơn đó, thì các bạn bảo là ngày hôm qua tôi đã đi chợ chẳng hạn Tuy nhiên là khi mà các bạn dùng trong thì hiện tại hoàn thành thì các bạn không có đề cập đến thời gian cụ thể các bạn chỉ nói là oh, tôi vừa mới đi chợ xong. Đó các bạn không có nói luôn ngày hôm qua hay là mấy giờ trước hay là như thế nào đó ha. Có nghĩa là nếu như là quá khứ đơn á thì các bạn sẽ nhắc tới một cái thời điểm cụ thể rõ ràng ở trong quá khứ luôn và nó đã qua rồi. chấm dứt rồi luôn trong quá khứ rồi. Còn đối với thì hiện tại hoàn thành là khi các bạn diễn tập một cái sự việc mà các bạn không có nhắc đến đề cập tới thời gian cụ thể, ví dụ các bạn nói là trước đây tôi đã từng tới đó rồi là các bạn nói before thôi chứ các bạn không biết là thời gian nào. Còn ví dụ các bạn bảo là 3 năm trước thôi đã từng tới đó rồi thì cái đó chắc chắn là thì quá khởi đơn tại vì nó đã có thời gian cụ thể rõ ràng trong quá khứ. Còn hiện tại thì các bạn không có nhắc đến thời gian cụ thể rõ ràng ha. Thứ hai nữa là diễn tả một cái sự việc mà có thể là vừa mới xảy ra và chấm dứt luôn chẳng hạn. Và đôi khi nó để lại kết quả ở hiện tại ha. Ví dụ như các bạn nói là ô tôi đã chạy à, à, tôi vừa mới viết một bài luận dài xong cho nên bây giờ tôi khá là mệt thì cái, cái để lại kết quả là tôi khá là mệt cho nên cái hành động là viết bài luận xong các bạn có thể chia thì hiện tạo hoàn thành và đôi khi các bạn còn chia thì hiện tạo hoàn thành tiếp diễn nữa để diễn tả cái sự việc nó vẫn còn kéo dài ở hiện tại và đôi khi mình còn viết chưa xong cái bài đó là mình còn có thể có xu hướng viết thêm nữa. Đó thì các bạn sẽ dùng cái dạng tiếp diễn để nhấn mạnh hơn. Rồi, còn đó là có nghĩa là mình đang gộp cái hiện tạo hoàn thành với hiện tại tiếp diễn để phân biệt với quá khứ đơn nữa nha. Còn nếu như mà quá khứ đơn thì các bạn sẽ bảo là ở sáng nay tôi đã viết xong bài luận rồi có nghĩa là cái hành động mà ở chia thì quá khứ đơn nó đã chấm dứt luôn ở trong quá khứ rồi và nó không còn dây dưa gì tới hiện tại hết. Đó. Còn nếu hiện tại hoàn thành là các bạn cái hành động này nó cũng bắt đầu từ trong quá khứ là trước đó làm cái gì đó tuy nhiên nó vẫn còn kéo dài tới hiện tại hoặc là để lại một cái kết quả gì đó ở trong hiện tại các bạn. Đó thì các bạn sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành ha. Còn giữa hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn á thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là nó có một cái ý nhấn mạnh hơn vào quá trình có nghĩa là một cái sự việc từ trong quá khứ và kéo dài cho tới hiện tại và có xu hướng là vẫn còn tiếp diễn ở trong tương lai nữa, có nghĩa là nó kéo lên mệt một cái trong một khoảng thời gian như vậy và nó đôi khi nó vẫn còn chưa chấm dứt được các bạn ha. Hiện tại hoàn thành là đôi khi là nó vừa chấm dứt xong và để lại kết quả hiện tại này. Còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn là đôi khi là nó có thể là đang đang ngang cái mức ở giữa giữa và nó đôi khi nó còn có khả năng là nó còn tiếp tục cái sự việc đó nó xảy ra nữa thì các bạn nhấn mạnh hơn còn thực tế thì khi mà các bạn sử dụng thì hiện tạo hoàn thành và hiện tạo hoàn thành tiếp diễn thì nó có có thể là đôi khi các bạn có thể sử dụng mỗi cái thì hiện tạo hoàn thành thôi cũng được một vài trường hợp thì các bạn dùng hai cái thì này như một tuy nhiên khi mà các bạn muốn nhấn mạnh hơn vào khoảng thời gian và quá trình đó và có có thể có xu hướng tiếp diễn vào trong tương lai nữa thì các bạn sẽ dùng thêm cái dạng tiếp diễn để nhấn mạnh cái câu cho nó hay nha Ờ, còn còn một số trường hợp nhiều khi các bạn không nhất thiết phải bắt buộc phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn các bạn vẫn có thể sử dụng hiện tại hoàn thành tuy nhiên cái câu nó sẽ không hay và và cái phần hàm nghĩa của nó sẽ nó sẽ bớt đi một chút chứ không phải là sai ấy nha nhớ không phải là sai hoàn toàn ok chủ yếu là các bạn sẽ phân biệt được là cái thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn ghi nhớ là cả hai cái sự việc nó đều từ bắt đầu từ một mốc thời gian trong quá khứ tuy nhiên là đối với quá khứ đơn thì là nó đã chấm dứt luôn rồi việc của ngày hôm qua luôn rồi nó không còn dây dưa gì tới hiện tại hết còn hiện tại thành là đôi khi xảy ra từ ngày hôm qua và vẫn còn kéo dài cho tới ngày hôm nay và nó để lại kết quả ngày hôm nay như thế nào đó ha hoặc là thậm chí nó còn có xu hướng là nó kéo dài cho tới hết ngày hôm nay và tới ngày mai nữa kiểu như vậy thì mình sẽ hiện tại thành tiếp diễn để nhấn mạnh hơn ok thì nói qua một chút như vậy chúng ta cũng đã có một vài cái video làm về hai cái thì này rồi ha ở trong cái phần A1 hay A2 gì đều có đó thì các bạn có thể tìm lại và luyện thêm và bây giờ chúng ta sẽ bước vào làm bài tập ha Tất nhiên là làm nhiều thì chúng ta sẽ biết và nâng cao thêm được kiến thức thôi à, Các bạn yên tâm ha Rồi <laughs> à, chúng ta sẽ làm câu thứ nhất à, Cái phần à, giải thích nãy giờ phần ngữ pháp cũng khá dài của các bạn ha Nên ok rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh bài tập Câu thứ nhất How long in Paris? Rồi chúng ta sẽ có động từ live là sống và chủ ngữ là yêu ha Bạn đã sống ở Paris bao lâu rồi? thì cái dấu hiệu mà các bạn có thể biết là mình sẽ chọn cái thì nào thì nó sẽ ở đây là cái từ how long là cái bản thân cái từ how long này hầu như chúng ta sẽ sử dụng trong cái thì hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh hơn ha mình gọi chung là hiện tại hoàn thành đi um, còn khi mà các bạn họ muốn mà dùng trong thì quá khứ đơn thì thường người ta sẽ đổi lại thành cái từ when là khi nào ví dụ bạn đã chuyển tới sóng ở paris khi nào thì các bạn sẽ dùng cái từ when còn bản thân khi mà các bạn dùng cái từ how long có nghĩa là các bạn hỏi bao lâu rồi có nghĩa là nó có quá trình là bắt đầu từ một điểm nào đó trong quá khứ và kéo dài cho tới hiện tại là đã được bao lâu nó có nghĩa là nó có khoảng thời gian ở giữa các bạn nó là một cái khoảng thời gian cho nên mình biết được là à, cái này mình sẽ dùng cái cái thì là hiện tạo hoàn thành hoặc là hiện tạo hoàn thành tiếp diễn ha rồi <laughs> bạn đã sống ở Paris bao lâu có nghĩa là từ đó đến giờ là bạn đã sống ở Paris là trong vòng bao lâu rồi đó bạn ha nó có một khoảng thời gian thì mình sẽ dùng thì hiện tạo hoàn thành thì ở trong này mình không có thì hiện tạo hoàn thành ở đây mình có chỉ có là hiện tạo hoàn thành tiếp diễn ha thì mình sẽ có phương án C là phương án chính xác là Have you been living ha. How long have you been living in Paris thì cái này á các bạn cũng có thể dùng thì hiện tại hoàn thành là bạn đã sống ở Paris bao lâu còn trong trường hợp mà người ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có nghĩa là cái người này hiện tại vẫn còn sống ở Paris và và người ta cũng có xu hướng là còn sống ở đó trong thời gian dài nữa là sau cái sau cái thời điểm mình hỏi hỏi nữa đó các bạn cho nên là các người ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh cái việc này có quá trình trong thời gian dài và có xu hướng vẫn còn tiếp diễn nữa ha cho nên người ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn ha các bạn và câu A là phương à, cái phương án A là uh, hiện tại đơn thì không đúng rồi ha rồi um, cái are living là hiện tại tiếp diễn nè rồi cái you live là nó càng sai tại vì câu hỏi thì các bạn phải nhớ có trợ động từ rồi thì bây giờ mình xem này, à, cái này là hiện tại hoàn thành tiếp diễn vì các bạn có have been là cái be thì hiện tại hoàn thành và tiếp tục động từ live là nó thêm đuôi in nữa là living ha. Và đây là câu hỏi cho nên là người ta sẽ đưa cái trợ động từ lên trước chủ ngữ. Và các bạn thấy ở đây chủ ngữ là you cho nên là đây là thuộc chủ ngữ số nhiều cho nên người ta dùng cái trợ là have chứ không phải là has ha. Đổi lại trong trường hợp mà đây là chủ ngữ là she thì các bạn sẽ dùng là how long has she been living ha chứ không phải là have she nữa. Câu số 2 Anna a good job. Anna đã tìm được một cái công việc rất là tốt. Rồi bây giờ mình thấy nè. Trong cái câu này các bạn thấy là nó chỉ nói không không vậy thôi. Anna vừa tìm được một cái công việc rất là tốt. Người ta không có đề cập đến thời gian, không có đề cập biết lúc nào cả. Thì thực ra là mình không có biết được sự việc này xảy ra vào cái thời gian cụ thể rõ ràng nào. Cho nên mình sẽ không có dùng cái thì uh, hiện tại đơn Thứ nhất là hiện tại đơn mình không dùng ở đây nè Để chỉ cái việc mà xảy ra Ở thực tế hiện tại hay không rồi ha Rồi cái si này là Ok là cho dù người ta đang Cố ý đến nhầm bạn ở cái thì um, Có khứ đơn đi ha Mình cho là vậy đi chứ thực cái từ này không phải Cái phao trị này là thành lập và các bạn à, từ cái động từ thành lập lập nên thì quá khứ đơn là found ý, chứ không phải là quá khứ đơn là của cái từ file nha các bạn là tìm kiếm nha tại vì cái cái từ file là tìm kiếm thì cột hai của nó là found chứ không phải là found ý, ha đó cái từ này nghĩa là khác rồi thì trong trường hợp mà cái này là found thì là 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 đã tìm ra một công việc thì thì nó có vẻ như là cũng có thể đúng là khi các bạn kể lại một cái chuyện trong một cái tình huống giao tiếp trực tiếp thì các bạn kỹ các bạn không có đề cập thời gian chẳng hạn nhiều khi các bạn nói là ừ tôi đã làm cái này cái kia thì trong cái văn viết thì có, chẳng hạn hoặc là trong văn nói mà nói một cách nghiêm túc đường hoàng thì các bạn Ờ uh, Khó có thể dùng một cái câu không không như thế này mà các bạn dùng thì quả khởi đơn Ví dụ mình nói bình thường à, mình đã làm cái này cái kia xong mình kể lại từng sự việc liên tiếp xảy ra thì các bạn hãy dùng quả khởi đơn Còn nếu mà một câu viết như thế này mà các bạn không có thời gian cụ thể không có đề cập thì các bạn hạn chế dùng cái thì quả khứ đơn mà các bạn thay vào đó các bạn dùng thì hiện tại hoàn thành Thì nó sẽ là đúng nhất ha rồi các bạn sẽ có phương án B là has found là hiện tại hoàn thành là công thức của thì hiện tại hoàn thành thì mình có là chủ ngữ cộng trợ have has cộng với lại verb PP thì cái chủ ngữ ở đây là chủ ngữ anh là chủ ngữ dân từ tên riêng là số ít có một bạn này thôi cho nên đây là chủ ngữ số ít thì mình có cái trợ là has và sau đó PP của đoạn từ fight là found ha à, fight rồi đến là found rồi cái đi này không được vì sao cái đi này là hiện tại hoàn thành tiếp diễn là cũng giống như hiện tại hoàn thành thì diễn tả một cái hành động mà kéo dài từ trong quá khứ và có thể là uh, cho tới hiện tại đó, nó có nghĩa là nó dây dưa tới hiện tại Tuy nhiên nếu mà các bạn dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở đây có nghĩa là cái sự việc này vẫn đang còn tiếp diễn xảy ra và nó còn xu hướng xảy ra ở trong tương lai mà cái câu này thì nó không có đề cập tới thời gian gì hết, không có nói về cái việc có quá trình gì hết đúng không các bạn? Nó chỉ nói không không là à, vừa tìm được một công việc tốt thôi cho nên các bạn sẽ ưu tiên dùng thì hiện tại hoàn thành. <laughs> câu số 3, Peter and I. Peter và tôi thì đã ra ngoài hơn 6 tháng rồi, for over 6 months. Ha. Thì Bây giờ mình sẽ có một cái dấu hiệu ở đây Các bạn sẽ có là for còn khoảng, khoảng thời gian Mình có for over 6 months ha Trên 6 tháng rồi thì mình sẽ có là for còn khoảng, khoảng thời gian này thì for khoảng khoảng thời gian thì nó là dấu hiệu của thì hiện tạo hoàn thành và cũng là hiện tạo hoàn thành tiếp diễn luôn thì trước hết là mình sẽ lại ngay phương án A nha các bạn ha không phải hiện tạo hoàn thành gì ở đây hết cái này đang nó để cấu trúc là kiểu như bị động ha B cộng với pp đó rồi tiếp tục cái c là went out là cái động từ went này nó đang chia thì quá khứ đơn là không đúng ấy nè vì mình sẽ có là have gone out, hoặc là have been going out thì cái be này là hiện tại hoàn thành và cái d này là hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nhìn qua thì hai cái đáp án này các bạn có thể chọn được cho cái 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 câu này luôn là là vẫn đúng tại vì cái bạn cái cái dấu hiệu for khoảng, khoảng thời gian là nó đều dùng cho hai cái thì này mà đó. Tuy nhiên khi mà các bạn muốn nhấn mạnh hơn là à, Peter và tôi là đã ra ngoài hơn 6 tháng rồi Có nghĩa là cái bây giờ người ta cũng không có nhắc đến là 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 cái hành động là ở bên ngoài này đã chấm dứt hay là chưa đúng không các bạn nó chỉ nói là tới ngang mức này là là ở bên ngoài đã đi đi ra ngoài được được hơn 6 tháng rồi có nghĩa là thậm là bây giờ người ta vẫn đang còn ở ngoài và chưa có về đâu đó các bạn ha over chưa có về và và thậm là đôi khi vẫn chưa còn chưa có kế hoạch về nữa có nghĩa là người ta vẫn có thể còn tiếp diễn là đi tiếp đi du lịch hay này kia tiếp tục ở, ở trong tương lai nữa. Cho nên cái hành động này nó vẫn đang còn có quá trình và nó có, có có thể còn tiếp diễn nữa cho nên các bạn sẽ ưu tiên chọn phương án đi là Uh, have been going out là hiện tại hoàn thành tiếp diễn ha, để diễn tả cái hành động mà kéo dài từ trong quá khứ cho tới hiện tại là đã được một khoảng thời gian rồi và nó có xu hướng còn tiếp diễn xảy ra nữa. Đó dần thì các bạn sẽ chọn là dạng tiếp diễn. Tại vì nhiều khi uh, mình dùng cái for cũng khoảng thời gian dùng thì hiện tại thì đúng mà đâu sai đâu đúng không? Nhưng mà mình chỉ là ở căn cứ vào cái ngữ cảnh tình huống thì mình sẽ suy đoán ra là mình nên dùng cái ưu tiên dùng cái nào thì nó sẽ hay hơn cho mình. Ok câu 4 Chúng ta sẽ có động từ buy là mua ha. A new flat a few months ago. Là tôi đã mua một cái căn hộ mới một vài tháng trước thì các bạn có dấu hiệu rõ ràng ở đây không có gì phải vân vân hết luôn là ago cái khoảng thời gian a few months ago thì các bạn sẽ có cái này là dấu hiệu của thì quá khứ đơn rồi là nó rõ ràng luôn một vài tháng trước luôn ago luôn đó thì cho nên các bạn biết là ở đây là thì quá khứ đơn thì cấu trúc của thì quá khứ đơn thì mình sẽ có chủ ngữ cộng vấp cột hai thôi thì cái động từ buy là mua mà cái này nó nằm trong bảng động từ bất quy tắc thì chúng ta sẽ có cột hai của buy sẽ là bought vậy cho nên mình sẽ có phương án a là phương án chính xác ha rồi tiếp tục câu số 5. How long rồi đến chúng ta sẽ có là động từ have là your car là cái động từ have các bạn dịch nghĩa là có hoặc là bạn đã có cái xe của bạn bao lâu rồi có nghĩa là các bạn có thể dịch sang nghĩa là đã mua rồi sở hữu các bạn ha. Ha, mua cái xe này bao lâu rồi vậy? Có nghĩa là người ta đã mua về rồi, đã sở hữu rồi á. Đó. đó thì người ta dùng cái từ have là đôi khi nhiều khi các bạn dịch mỗi cái từ có rồi thì nó sẽ không bị không có được hay nhưng mình phải hiểu là à, cái từ có này nghĩa là sao à, là là mình đã mua nó được trong bao lâu rồi đã sở hữu nó được bao lâu rồi ha vậy thì mình sẽ có dấu hiệu hai cái dấu hiệu để các bạn sẽ chọn được cái thì nào thứ nhất là nó có cái how long mình vừa nói ở câu ở trên rồi ha đã dùng cái từ how long hỏi khoảng thời gian trong bao lâu có nghĩa là cái này nó bắt đầu từ trong quá khứ và cho tới thời điểm hiện tại là đã được bao lâu nó có quá trình cho nên các bạn sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn ok thì mình sẽ lại nghe phương án c nha không thể là dùng cái trợ to be rồi sau đó động từ giữ nguyên được cái bi này là cũng loại tại vì ờ uh, mới có chủ ngữ và và cái động từ thôi mà câu hỏi thì các bạn phải có trợ chứ cho nên loại ha. Bây giờ mình có là have you had hoặc là have you been having. Thì bây giờ cái này là thì hiện tại hoàn thành nè. Cấu trúc là have has cộng với lại với pp thì pp của động từ have cũng là hai trợ luôn thì chúng ta sẽ có cái câu này. Uh, và cái này là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì chúng ta sẽ có cái be là chưa thì hiện tại hoàn thành là have been và đến tiếp diễn nữa là having ha thì mình sẽ ghép lại là have been having và câu hỏi cho nên cả trợ đưa lên trước chủ ngữ. Rồi thì vấn đề ở đây là mình sẽ xác định là cái động từ have là nó mang nghĩa là sở hữu đúng không? Mà mình đã được làm trong rất là nhiều video rồi là đối với cái động từ have là có sở hữu cái gì thì các bạn sẽ không dùng ở dạng tiếp diễn. Đó, trừ khi cái động từ have nó mang nghĩa khác thì các bạn hãy dùng ví dụ như I'm having lunch là tôi đang ăn trưa là cái từ have nó nó là dùng với nghĩa là ăn. Còn khi mà dùng cái từ have với nghĩa là có, mang tính, mang tính chất có, sở hữu cái gì ấy, thì các bạn không dùng ở dạng tiếp diễn. Cho nên các bạn chỉ dùng ở dạng hiện tại hoàn thành cho câu này thôi thì mình sẽ có là how long have you had your car? Ha? Huh? Là bạn đã mua cái xe của bạn bao lâu rồi vậy? Xong rồi. Đúng không? Và cái việc này cũng là chứ không phải là nhiều khi các bạn à, uh, hiểu theo nghĩa là à cái này có nghĩa là hiện tại người ta ngày này vẫn đang còn sở hữu người vẫn đang có cho nên các, và và có thể người ta còn tiếp tục sở hữu ở trong tương lai nữa, cho nên các bạn dùng tiếp diễn à, đôi khi các bạn có thể phân tích theo hướng đó tuy nhiên là nhớ là khi mà cái động từ have nó no mang nghĩa là sở hữu có rồi thì các bạn không không dùng ở dạng tiếp diễn nha rất là cực kỳ hạn chế luôn đó, nó mang nghĩa khác với bạn hẳn dùng Còn mà mang nghĩa có sở hữu cái gì cái kia rồi Ví dụ các bạn nói là tôi có một cái bút Thì mình sẽ nói là I have a pen Chứ không phải là I'm having a pen Tuy nhiên là ví dụ như trong Trong giao tiếp Ờ uh trực tiếp trong câu nói trực tiếp đôi khi các bạn vẫn có thể dùng được chứ không phải là hoàn toàn có nghĩa là mình hạn chế dùng thôi chứ đôi khi các bạn vẫn dùng ví dụ nói mình trong một cái tình huống mình bảo là uh, hiện tại thì chúng ta có cái gì để mà làm cái này hoặc là hiện tại chúng ta có món gì để ăn đâu thì mình sẽ nói là oh, we are having ví dụ là we are having lamb is in the oven uh, chúng ta có thịt cừu này sắp có thịt cừu này nó đang ở trong lò đó có nghĩa là à, nó cũng mang nghĩa sở hữu tuy nhiên là nó nó kiểu như khi mà các bạn dùng cái dạng mà tiếp diễn như vậy thì đôi khi nó sẽ mang nghĩa là nó có thiên hướng là sự việc sẽ xảy ra trong tương lai Ôi, nói chung là cái này nó khá là nhiều và khá thú vị thôi thì chúng ta làm tiếp ha chứ nếu mà nói nữa thì nó sẽ rất là nhiều đụng tới câu nào thì mình sẽ nói thêm thêm vào câu đó thôi rồi chúng ta tiếp tục câu 6 chúng ta có thơm là đến động từ work làm việc as a postman for the postman ừ các bạn sẽ có một cái cụm khá là hay và được sử dụng rất là nhiều là cụm là work as a à, làm việc như là ví dụ như mình nói là i work as a teacher tôi làm việc như là một giáo viên có nghĩa là tôi là giáo viên các bạn thì thay vì ở đây người ta dùng là Tom rồi is a postman đúng không hoặc là giờ thay vì nói câu là I am a teacher thì mình sẽ dùng cái dạng động từ thường là work là làm việc thì sau đó sẽ thêm cái as a như là một cái người nào đó thì chúng ta sẽ thêm cái chức danh ở sau đó thì nó sẽ hay hơn là việc mình giới thiệu I am a kiểu như vậy ha hoặc là she is a hoặc là he is nó kiểu như vậy rồi thì tôm là một người đưa thư được hầm được một tháng rồi qua một tháng rồi đó à, thì các bạn sẽ có ở đây chúng ta sẽ có for còn khoảng, khoảng thời gian rồi thì nó là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn đúng không các bạn rồi thì mình sẽ loại ngay cái phương án C là hiện tại đơn nha nếu như mà các bạn à, nó, nó người ta dùng cái, cái 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 thể hiện tại đơn này và nó chấm ngang cái từ postman này á, thì các bạn dùng được cái thể hiện tại đơn có nghĩa là giới thiệu người ta làm nghề, 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 nghề nghiệp gì Ồ, ví dụ như nói là i work as a teacher là tôi là một giáo viên hoặc là tom là một người đưa thử thì mình sẽ có là tom works as a postman chấm câu là như vậy là đúng vì diễn tạo một cái sự việc bình thường xảy ra ở thời điểm hiện tại và như một cái sự thật hiển nhiên đúng không miêu tả về bản thân này kia đó thì thì các bạn sẽ dùng thì hiện tại đơn là đúng. Tuy nhiên nó có ở đây nó có for khoảng thời gian nữa, nó là có cái cái công việc này nó có quá trình cho nên các bạn sẽ không dùng thì hiện tại hoàn hiện tại đơn ở đây nữa mà chúng ta sẽ chuyển sang thì khác ha. Cái B này là thì quá khứ đơn thì mình loại nha, không có đúng ở đây. Bây giờ mình có là has worked và has been working. Thì nếu thực ra là nếu mà bỏ qua cái việc mà <laughs> khát khe cái thì nào á, thì các bạn cũng có thể dùng cái phương án A là has worked. Tuy nhiên là ở đây nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh hơn là à, cái người này vẫn hiện mới chỉ làm công việc có một tháng thôi và và tất nhiên là có thể là bây giờ người ta vẫn đang còn là postman mà đúng không các bạn đúng không? Đó người ta chỉ nói là à, từ thời điểm trong quá khứ và cho tới hiện tại có nghĩa là từ một tháng trước và một tháng trôi qua rồi thì tôm đã là một cái cái anh đưa thư rồi đó và hiện tại là đây là công việc của anh này, anh này mới làm còn tháng thôi có nghĩa là cái công việc này vẫn đang còn tiếp diễn và nó có quá trình và có thể còn kéo dài nữa cho nên các bạn sẽ dùng thì hiện tại thành tiếp diễn để diễn đạt cái hành động này có quá trình nha các bạn ha và vẫn còn xảy ra ở hiện tại. Rồi chúng ta sẽ dùng thì hiện tại thành tiếp diễn ok. Rồi has been working ha. Rồi uh, tiếp tục câu số 7 nè. I rồi an is a là tôi đã viết cái bài luận suốt cả ngày hôm nay rồi thì chúng ta sẽ có dấu hiệu ở đây là on day là suốt cả ngày là nó cũng là giống như cái for khoảng thời gian này các bạn là nó là một khoảng thời gian và nó có quá trình luôn suốt cả ngày hôm nay luôn đó mà khi mà các bạn đã thấy một cái cái dấu hiệu là on day hoặc là on day có nghĩa là có từ or vào cộng với một khoảng thời gian thì các bạn biết là chúng ta nên nhấn mệnh vào thì hiện tạo hành nền tiếp diễn để diễn tả một cái hành động là xảy ra xuyên suốt luôn Xuất rớt từ trong quá khứ cho tới hiện tại suốt suốt cả khoảng thời gian vậy luôn. Cho nên chúng ta sẽ dùng thì hiện tại để tiếp diễn để dẫn tả câu này cho nó hay ha. Thì mình sẽ có là have been writing. Phương án B này đôi khi các bạn có thể nhầm là have been written. Còn nếu như các bạn dùng phương án B này là nó thành câu bị động nha các bạn. Ha, bị động của thì hiện tại thành là được viết. Đó, ví dụ các bạn dùng cái uh, câu bị động thì mình sẽ có là Uh, B cộng với PP thì B là chia hiện tạo hoàn thành là have been rồi Và đến PP là written Đó là đôi các, các bạn tránh nhầm lẫn cái trường hợp này Còn cái đi là hiện tạo hoàn thành tiếp diễn Là trong cái thì tiếp diễn thì mình sẽ có B cộng với in này Và cái B này mình sẽ chia theo thì và theo chủ ngữ Thì theo chủ ngữ là I cho nên mình có là have rồi nè Và theo thì thì hiện tạo hoàn thành mình sẽ có là have been ha Chia cho động từ to be Rồi uh, câu 8 là uh, Và tôi đã viết được 6 trang rồi six pages ha rồi thì cái này nè, cái này hai cái này câu 7 và câu 8 này khá hay. À, và kết quả là tôi đã viết được 6 trang. Có nghĩa là tới bây giờ là mình tới thời điểm giờ là mình đếm được 6 trang là có kết quả rồi không các bạn ha. Có kết quả để, để, là hiện tại là được 6 trang. Người ta không có nhắc đến một cái thời gian cụ thể gì trong này hết cho nên các bạn sẽ biết ngay là à, cái câu này mình sẽ chia thì hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha mình sẽ lại ngay cái phương án A là unwritten là cái nó đang chia bị động này được viết này cái D là hiện tại đơn là loại nha bây giờ mình còn C là have written hoặc là have been writing thì có nghĩa là đến trang thứ sáu người ta chấm dứt người ta đếm mà có nghĩa là đếm là đếm được 6 trang rồi đó thì đã viết được 6 trang chỉ kết quả là tới trang số 6 thôi người ta không có nhắc thêm thì mình sẽ biết là à, cái công việc này để lại kết quả ở hiện tại là đã được sáu sáu trang hoặc là nhiều khi các bạn nói về số lần đó tôi đã làm được cái này bao nhiêu lần rồi hoặc là tôi đã đi tới đó bao nhiêu lần rồi thì các bạn sẽ dùng thì hiện tạo hoàn thành có nghĩa là tới từ trong quá khứ cho tới hiện tại là đã được bao nhiêu lần đó. Người ta không có nhắc thêm ở phía sau nữa. Cho nên chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành thôi ha. Để chỉ hoàn thành trong một việc và để lại kết quả là được bao nhiêu thứ đó thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Ok. Rồi chúng ta sẽ có phương án C là have written. Are you going out? Uh, bạn để đi ra ngoài hả? Uh, rồi cái này sang từ từ vựng rồi đó. I don't know yet. Là tôi vẫn chưa biết nữa. Thì có thể thôi đúng không? Có thể là, có thể thôi tôi cũng chưa biết nữa. Possibly. Ha? Uh, rồi mình sẽ chọn từ này. Carefully là cẩn thận. Mainly là chủ yếu. Nearly là gần như, hầu như. Câu số 10. thì exam was... Uh, cái bài kiểm tra gì đó mà rất là difficult, rất là khó. I couldn't do any of it. Uh, tôi chả làm được cái gì của nó hết luôn. Đó uh, thì cực kỳ Nghiêm túc mà nói thì cái bài này quá là khó đấy ha. Cực kỳ khó luôn. Tôi chả làm được bài gì hết. Nó couldn't do any luôn này. Thì mình sẽ có share uh, seriously ha. Phương án B. Fluently là lưu Thông thạo exactly là chính xác. Real là thực sự. Tuy nhiên, cái bản thân ở đây các bạn xem cái chỗ trống này cần điền nó sẽ cần từ loại gì cái từ real để vào đây nhiều khi các bạn dịch là sẽ là ở okay, cái bài kiểm tra thực sự rất là khó luôn vì tôi chả làm được cái gì hết thì thì đúng rồi các bạn dịch là đúng tuy nhiên là cái vị trí của nó cần ở đây sẽ là trạng từ chứ không phải là tính từ cái real này đang là tính từ nếu như mà phương, phương án đi này người ta dùng really thì các bạn sẽ dùng được cái từ này ha was really difficult là đúng tuy nhiên cái từ real này đang tính từ mà ở đây các bạn sao dùng được tính từ tại vì ở đây bản thân là cái từ difficult này là nói là tính từ rồi thì trước tính từ các bạn sẽ dùng trạng từ để bổ ngữ cho tính từ đó cái này chúng ta đã học rồi ha cho nên chúng ta sẽ dùng là seriously ha kỳ thực luôn rất là luôn ha rồi câu số 11 how old are you uh, mấy tuổi rồi em thì mình sẽ bảo là hôm mấy tuổi rồi cháu dạ là khoảng gần 8 tuổi rồi tuần tới là sẽ là sinh nhật cháu nè ha is my birthday next week có nghĩa là người này sắp tới được sắp được 8 tuổi ha đó bây giờ là đang ở mức là chuẩn bị hoàn thành xong cái tuổi thứ bảy thôi và chuẩn bị qua qua tám tuổi thì mình sẽ có là nearly tại vì tuần tới là sinh nhật xong này mới qua cái tuổi thứ tám mà đúng không next week thì mình sẽ có là nearly hoặc là cái từ almost cũng được ha <laughs> uh, rồi uh, I travel a lot in my job uh, công việc của tôi thì đi rất là nhiều và hầu như chủ yếu là đi ở châu âu ha thì mình sẽ coi là mainly cái này là vào nghĩa thôi chứ không cần có không có không có cái gì khó hết. Sorry I'm late. Uh, xin lỗi nha tôi bị muộn rồi. Uh, bạn đã đợi rất là lâu rồi phải không? For a long time. Thì mình có dấu hiệu ở đây là for của khoảng thời gian rồi đúng không các bạn ha, for a long time. For khoảng thời gian thì mình sẽ chia thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại nền thành tiếp diễn. Thì mình sẽ không thể dùng phương án A là do là quá khứ đơn này do you wait rồi cái này loại luôn bây giờ mình sẽ có là have you waited và lại là have you been waiting. Thì bây giờ á uh, các bạn có nghĩa là cái, cái 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 người này vẫn đang còn đợi đúng không các bạn ha vẫn đang ngồi đợi đó cho nên là người này mới sorry i'm late, à, xin lỗi này Có nghĩa là bạn vẫn đang đợi rất là lâu rồi đúng không? Cái, cái hành động này có quá trình và nó ừ. muốn nhấn mạnh hơn thì người ta sẽ ưu tiên dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thực ra là khi mà các bạn nói các bạn dùng thì hiện tại hoàn thành cũng không bị sai nha nó không bị sai gì hết chẳng qua là khi mà giữ hai nếu mà người ta cho hai phương án này thì các bạn nên cân nhắc trong cái tình huống là các bạn nên chọn cái nào cho nó hay cái câu của bạn hơn thôi Cho còn nếu mà các bạn dùng have you waited for a long time là vẫn đúng nha không bị sai đó tại vì bản chất là cái for của một khoảng thời gian là các bạn đã có thể dùng được thì hiện tại thành rồi chẳng qua là mình muốn nhấn mạnh hơn là cái hành động này nó có quá trình và hiện tại người này vẫn đang đợi này vẫn đang tiếp diễn nè Cho nên là người ta dùng thì hiện tại thì Tiếp diễn để nhấn mạnh hơn ha. Thực ra là khi mà phân biệt hai cái thi này Đôi khi các bạn cũng hơi mơ hồ <laughs> Nó chỉ có cái khác là mình cảm thấy là à, Nó nó sẽ nhấn mạnh hơn Và nó Nó nhấn mạnh hơn và nó Chủ yếu nó, nó muốn nhấn mạnh vào cái việc là Có quá trình xảy ra thì các bạn sẽ ưu tiên dùng cái tiếp diễn Đó The streets are wet. Uh, mấy cái con đường này ướt nhỉ? Uh, trời mưa hả? Uh, thì bây giờ các bạn sẽ có một cái dấu hiệu ở đây là uh, mấy cái con đường này là bị ướt. Có nghĩa là nó để lại kết quả hiện tại rồi đó các bạn. Ha? Huh? Đó, sự việc là 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 đường bị ướt thì tại vì mưa cho nên đường ướt đó. Rồi uh, cho nên chúng ta sẽ dùng cái thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở đây trong cái hành động mưa này nó mới gây ra cái đường bị ướt rồi thì các bạn sẽ không thể dùng thì quá khứ tiếp diễn ở đây was it raining ha và did it rain nhiều khi nhìn qua cái phương án did, did it rain là trời đã mưa hả thì đôi khi các bạn thấy là có vẻ hợp ngữ cảnh vì mưa trong quá khứ rồi cho nên đường ướt tuy nhiên là khi mà các bạn đã thấy một cái sự việc mà xảy ra và có kết quả ở hiện tại nó đã đang hiện tại ở đây rồi thì các bạn không thể dùng hai cái thì nó chen lè nhau như vậy ha did it rain là trong quá khứ mà các bạn là phải dùng cái thì mà à, cái hành động kéo dài từ trong quá khứ xảy ra từ trong quá khứ và cho tới hiện tại và gây nên kết quả hiện tại thì các bạn dùng thì hiện tại thành chứ không phải là quá khứ đơn thì mình sẽ có là has it rained và has it been raining thì đôi khi trời nó vẫn đang còn mưa ha thực ra câu này mình chọn C hay B cũng được hết đó các bạn ha đó, hai cái này hai cái này đều chọn được luôn là vì trời nó vừa mưa xong hạ cho nên đường ớt là người ta cũng có thể dùng thì hiện tại hoàn thành thôi là chấm dứt luôn rồi vừa mới chấm dứt trời mới mưa xong hả? đường ớt này ha hoặc là has it been raining là á, trời vẫn đang còn mưa hạ có nghĩa là cho nên đường ớt có nghĩa là kéo dài từ trong quá khứ và cho tới hiện tại là ớt và đôi khi trời nó vẫn còn âm u rắc rắc vài vài hạt và có thể mưa tiếp nữa thì người ta nhấn mạnh hơn người ta dùng tiếp diễn còn không người ta dùng has it rained là vừa mới mưa xong hạ cho nên đường ớt thì cũng đúng cho nên cái câu này mình sẽ chọn hai phương án này đều được nha các bạn có thể dùng được hai cái này. I'm hot, tôi nóng quá. dài, uh, tôi nóng quá bởi vì tôi đã chạy, <laughs> tôi vừa mới chạy xong nha. Các bạn sẽ dùng I have been running thôi, nó để lại kết quả là nóng này, nhấn mạnh hơn thôi ha các bạn. Uh, have run là tôi đã chạy, nó không không vậy thôi cũng được. Tuy nhiên là nó đã có nhấn mạnh hơn là ở uh, tôi nóng quá, thì có kết quả hiện tại rồi. Thế các bạn dùng cái gì, cái cái tiếp diễn thì nó cũng sẽ hay hơn. Uh, rồi tôi đã cắt móng tay rồi It really hurts Rồi thì cái này các bạn thấy là uh, Người này cắt rồi Và hiện tại bây giờ có còn cắt không các bạn Không đúng không Vừa mới bị tự nhiên phụt cái Cắt cái là cái chấm dứt hành động cắt đó luôn rồi và để là kết quả hiện tại là nó đau cho nên các bạn sử dụng thì hiện tại thì tôi have cut chứ không phải là have been cutting ha have been cutting ví dụ các bạn nói là uh, tôi đã cắt cỏ suốt cả buổi sáng ngày hôm nay rồi gọi là I have been cutting grass ha on uh, this morning là có nghĩa là tới bây giờ người ta vẫn vẫn đang còn ngồi trên cỏ và đang còn cắt đó các bạn ha thì các bạn dùng là have been cutting còn đây là cắt tay không lẽ mình cứ 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 hỏi đúng không mà chỉ là uh, tự nhiên tôi tôi làm đứt móng tay đứt cái ngón tay rồi bây giờ nó đau quá đó, để lại kết quả it really hurts À, thì các bạn sử dụng hiện tại thành thôi, cái việc này đã hoàn thành rồi à, rồi tiếp tục nè, à, Paul Simon's latest record à, bạn đã nghe cái bản thu âm mới nhất của Paul Simon chưa? Simon chưa? thì mình sẽ có là Have you heard là cái cái này thôi, đã nghe hay chưa? Thôi, cái hành động này cũng vậy là giống như cái thực current cái đoạn từ hear heard là đã nghe hay chưa chứ không phải là vẫn đang còn nghe, đang còn tiếp diễn ở bên tai ha. Mà chị hỏi là à, đã nghe các bạn thu âm vừa mới nhất chưa. Thì mình sẽ hỏi kiểu như là giống như ở trên số lần nữa các bạn. À, tương tự như vậy mình chỉ dùng thì hiện tạo hoàn thành thôi ha. Chứ không cần phải thì hiện tạo hoàn thành tiếp diễn. Với lại là cấu trúc hiện tạo hoàn thành nãy giờ nhắc cũng nhiều rồi cho nên mình không cần phải giải thích thêm ha. chị chọn đáp án thôi. Còn nếu mà các bạn không hiểu thì các bạn cứ comment ở dưới Uh, ok, rồi tiếp tục câu số 18. She's tired. Um, cô ấy mệt because she... Rồi các bạn có dấu hiệu là on day suốt cả ngày nè. Nó có quá trình luôn và nó nhấn mạnh. Đã thấy cái từ on là các bạn cứ nhấn mạnh vào cái cái tiếp diễn để cho nó 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 làm trầm trọng hơn cái câu vì người ta đã muốn nhấn mạnh là on day suốt cả ngày luôn rồi. Cô ấy đã đi shopping suốt cả ngày luôn rồi cho nên bây giờ rất là mệt. ha, It Has been shopping thực ra là nhiều khi các bạn dùng cái has shop cũng được trong trường hợp mà bốn cái đáp án này mà nó không có cái từ has been shopping thì các bạn dùng cái has shop cũng được ha để là kết quả là bị mệt ha. Tục à. câu 19 sorry uh, xin lỗi uh, tôi đã làm vỡ một cái cóc cốc của bạn rồi ha hoặc là một cái kính cũng được ha one of your classes rồi thì bây giờ mình sẽ có là uh, tôi vừa làm vỡ thôi cho nên mình sorry ha cái hành động vừa mới chấm dứt xảy ra và không có nhắc tới thời gian cụ thể cho nên mình không dùng thì quá khứ đơn ở đây mình sẽ dùng là have broken hay là have been breaking là nó nó giống như cái động từ cut cắt vậy đó các bạn thì bây giờ làm vỡ thì đùng cái là làm vỡ xong rồi chứ tôi vừa làm vỡ xong à, thì mình sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành hay vừa mới chấm dứt xong have have broken còn nếu các bạn dùng have been breaking là có nghĩa là vẫn đang còn đập đó các bạn là các bạn cứ ngồi nó đập từ trong quá khứ cho tới hiện tại có nghĩa là từ lúc nãy tới giờ vẫn đang còn làm vỡ là đập và hiện tại là vẫn còn đang đập nó đang còn tiếp diễn thì các bạn dùng have been breaking còn đây đâu phải đâu đúng không? Mà cái này à, tự nhiên đùng cái là làm vỡ cho nên bây giờ sorry này ha và cái hành động này vừa mới chấm dứt luôn rồi, không có xảy ra tiếp tục nữa. Giống cái hành động là cắt 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 ngón tay ở bên kia vậy. Rồi mình sẽ chọn thì hiện tại thành nha chứ không phải là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Câu 20 how long. Đây câu này hơi bị khó này. À, bạn đã đọc cái cuốn sách này bao lâu rồi this book. Thì các bạn thấy cái từ how long thì mình biết được là à mình sẽ chia thì hiện tại thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn luôn nha vì nó có quá trình. Uh, mình sẽ không có chọn là do you read nè và mình cũng không có chọn là are you reading là hiện tại tiếp diễn nè bây giờ mình sẽ có là have you been reading và have you read ha và các bạn lưu ý là cái động từ read này là cả ba cột nó đều viết mà chữ như nhau nhưng mà nó đọc khác nhau nha cột một là read nhưng mà cột hai và cột ba là read ha thì cái này mình đọc là have you read chứ còn bên này là bên này là cột một thêm đôi in nữa các bạn sẽ dùng là à, đọc là have you been reading ok nó khác nhau nha rồi thì mình sẽ có là bạn đã đọc quyển sách này bao lâu rồi? Thì cả hai cái này các bạn đều chọn được luôn. How long have you been reading this book? Có nghĩa là người ta hỏi là bạn đã đọc quyển sách này bao lâu rồi và và hiện tại là tôi thấy các bạn vẫn đang còn đọc đó. đó người ta hỏi đến quá trình và nó còn tiếp diễn được tới hiện tại. Còn hỏi là have you read this book? Là đã đọc cuốn sách này bao lâu rồi và cái hành động này là đã xong xuôi rồi. Cho nên người ta uh, có nghĩa là chấm dứt luôn rồi vừa mới chấm dứt luôn rồi cho nên là người ta chỉ hỏi là đã đọc được bao lâu còn uh, thì nếu như mà dùng cái từ how long á bao lâu thì nếu như mà trong một cái câu mà có có cái từ hỏi how long và người ta sẽ có hai phương án là hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì các bạn cứ ưu tiên chọn cái hệ tiếp diễn đi nha để nó có quá trình là à, từ từ một thời điểm trong quá khứ cho tới hiện tại là đã được bao lâu rồi nó nhấn mạnh vào quá trình xảy ra các bạn ha Chứ còn cái phương án đi này các bạn dùng vẫn được nha, không bị sai nha. Rồi câu 21. À, thực ra hai cái này nó xem xem quá cho nên là nhiều khi phân biệt ra nó, nếu mà phân biệt rệt rồi quá thì một số trường hợp nó không thể phân biệt rệt rồi mà nó, nó cũng giống nhau à. Chỉ chẳng qua có một số trường hợp là nó nó quá nó quá là đặc trưng để các bạn có thể dùng uh, tiếp diễn hoặc là không. Ví dụ như trên này, ví dụ như làm vỡ kính thì thì các bạn sẽ không dùng tiếp diễn chẳng hạn. Đó có nghĩa là nó đặc nó có đặc trưng riêng của nó luôn rồi hoặc là ví dụ như cái này thì các bạn cũng cũng có thể ưu tiên dùng luôn tiếp diễn tại vì nó có orange còn một số trường hợp thì đây như cái này thì các bạn có thể dùng được cả hai cái mà không ai bắt bẻ các bạn xài hết á nhưng mà để mà giữa hai đáp án này và có cái từ how long thì các bạn ưu tiên cái chọn là cái tiếp diễn thì nó sẽ hay hơn ok uh, uh, for three years đây cái này cũng vậy họ đã sống ở đây trong ba năm rồi các bạn sẽ có dấu hiệu là for khoảng, khoảng thời gian là for three years đúng không thì nó sẽ là hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và may quá trong câu này nó không có hiện tại hoàn thành để các bạn phân vân, các bạn chỉ có phương án là have been living thôi. ha Cái này là sai vì cho dù các bạn không biết thì gì đi nữa, thấy cái chủ ngữ ở đây thì không thể động từ thêm S nè. Rồi live là hiện tại đơn không đúng nè. Uh, living là hiện tại tiếp diễn ha rồi, thì cái này chỉ quá trình là à, bọn họ là sống ở đây đã được 3 năm rồi và hiện tại vẫn đang còn sống ở đây ha. Thì các bạn dùng have been living. Chứ nếu mà câu này có là they have lived là hiện tại hoàn thành cũng đúng rồi các bạn ha, họ đã sống ở đây được 3 năm rồi. Tuy nhiên là nó không có nhắc đến thời nó không có nhắc đến thêm là người ta người ta đã chấm dứt sống ở đây hay chưa hay là còn tiếp diễn. người ta không nói. Thì đôi khi các bạn còn phân vân là các bạn sẽ khó để dùng thì hiện tại hoàn thành ha. Mà chúng ta nếu mà thấy một câu không không vậy thì các bạn dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng được vì người ta không có nói thêm là người ta còn ở tiếp hay không. Rồi ờ uh, Tôi tôi ở sơn cái phòng khách lên nhưng mà tôi vẫn chưa kết thúc haven't finished yet ha, có nghĩa là vẫn đang còn sơn thôi đúng không các bạn. Các bạn có dấu hiệu luôn là vẫn chưa kết thúc này, có nghĩa là cái hành động này nó có quá trình và hiện tại nên nó đang còn tiếp diễn là vẫn chưa vẫn đang còn còn sơn và có thể tại vì chưa xong mà cho nên có thể là còn sơn nữa cho nên mình sẽ dùng thì hiện tại thì tiếp diễn. Thì cái này rõ ràng ràng luôn á. Các bạn không cần phải phân vân giữa hiện tại hoàn thành luôn. Nếu như một câu này người ta nói là tôi vừa mới kết thúc kết thúc xong á thì người ta nhớ là and I have just finished Finished. đó tôi vừa mới kết thúc xong thì các bạn sẽ dùng cái thì hiện tại hoàn thành ở đây có nghĩa là một cái hành động vừa xảy xảy ra từ trong quá khứ và vừa mới kết thúc ở thời điểm hiện tại ha để chấm dứt là tôi vừa mới sơn xong cái phòng khách ha và vừa mới xong luôn này đó thì các bạn sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành còn đây người ta đã nhấn mình ở sau lại vẫn chưa xong có nghĩa là cái hành động này nó còn có khả năng nó còn tiếp diễn và cho tới khi xong luôn mà ha cho nên mình sẽ dùng là hiện tại thành tiếp diễn have been painting. Ok cái này là dễ này cái này dễ thế thì dễ hơn những cái cái trên kia cái tiếp tục câu 23 tôi mất cái ví rồi. Uh, where did I last pre là là lần cuối mà tôi đặt nó ở đâu nhỉ? là tôi mất rồi không các bạn thì mình sẽ có have lost. Cái 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 động từ mất này nó cũng giống như mấy cái cái động từ break hay là cut vậy á, mất thì mất rồi thôi chứ không có còn dạng cái tiếp diễn như này ha. Tiếp tục câu 24. Look Rồi chúng ta sẽ có động từ give là đưa cho, give me for my birthday a bike. Hãy nhìn xem bạn cho tôi cái gì uh, tặng sinh nhật tôi này một cái chiếc xe đạp ha thì mình sẽ có là what has given thôi đã cho rồi và cái hành động cho này vừa chấm dứt luôn rồi ha chấm dứt uh, rồi bây giờ chứ không thể là các bạn dùng cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở đây không phải là cứ còn tiếp diễn cho cho như vậy mà cái này à, vừa mới cho xong này đúng không cho xong rồi tặng sinh nhật này rồi thì các bạn sẽ có thể đôi khi các bạn còn phân vân cái phương án a là gave là, là, là đã cho tôi là đôi khi các bạn phân phân cái này tuy nhiên là mình đang nói ở thời điểm mà nói chung là trong cái câu nó liên kết ở mạng hiện tại thì các bạn sẽ dùng cái has given là vừa mới cho vừa mới tặng à, có nghĩa là cái cái hành động này nó nó không có nhắc đến thời gian cụ thể và và nó chỉ vừa mới xảy ra chẳng hạn ừ, tại vì cái câu này đang câu trực tiếp luôn mà hai nhìn xem uh, Pat tặng tôi cái gì qua sinh nhật này có nghĩa là những cái hành động này nó, nó đang còn xảy ra nó vừa mới chấm dứt thôi cho nên các bạn sử dụng thì hiện tại thành chứ không phải là quá khứ đơn để mà diễn tả cái hành động đã xảy ra vào chấm dứt luôn rồi ha uh, there's my wallet uh, kia là cái ví của tôi kia tôi đã tìm nó rất là nhiều năm rồi rất là lâu rồi for ages ha giống như kiểu là for a long time các bạn thì mình sẽ dùng cái thì hiện à, tại Thì tiếp diễn thôi have been looking tới bây giờ vẫn còn tìm đó thì nhấn mạnh thêm thôi Ờ uh, cái cái have lực này cũng được là thì hiện thảo thành là tôi đã tìm nó trong nhiều năm khi mà nhưng mà người ta kiểu như ơi uh, nhấn mệnh hơn và người ta có cảm thán luôn này, ôi oh, nhìn kìa. kia uh, là cái ví của tôi đó rồi, là tôi đã tìm kiếm nó trong rất là nhiều năm là người ta nhấn mệnh in quá trình và vẫn miệt mài tìm như vậy ha thì người ta nhấn mệnh hơn ở quá trình thì người ta dùng dạng tiếp diễn. Ok thì cái video này hôm nay khá là dài rồi dù mới được 25 câu thôi ha. Chúng ta sẽ tiếp tục làm cái video tiếp theo. Uh, là những cái bài tập còn lại ở trong video tiếp theo Rồi những cái gì mà các bạn Cảm thấy khó hiểu quá Thì các bạn cứ comment ở dưới Mình sẽ giải thích lại cho các bạn ha Tại vì cái thời lượng video nếu mình giải thích dài quá Thì nó cũng sẽ tốn thời gian của các bạn thôi uh, Trong khi là kiến thức Thì nó cũng xem xem giống nhau như vậy thôi à Ok cảm ơn các bạn và Chúc các bạn càng ngày càng tiến bộ nha Bye bye